Muội hãy liệu lo cho mình đi. Cung tiễn tôn thượng. Vừa rồi tôn thượng đã hứa tha cho ngươi một mạng, bổn công chúa còn chưa đồng ý. Món nợ của Mộ Từ không thể không tính với ngươi được. Tới đây đi, giết ta đi. Ta đường đường công chúa thiên giới, tộc trưởng của điểu tộc, hóa là chịu sỉ nhục thế này sao? Bỏ đi. Hiện giờ của ta đã là phế nhân rồi, sống còn đau đớn hơn cả chết đi. Để mặc cô ta, đi đâu thì đi. Cũng đúng, cứ để cô ta được tội nguyện đi. Vậy thì quá lời cho cô ta rồi. Hình phạt ngươi phải chịu, một ngày cũng không được thiếu. Người đâu? Công chúa, đài cô ta ra nơi quan du, suốt kiếp không được bước chân vào ma giới. Tuân lệnh. Các người nhất định sẽ gặp quả báo. Áo cưới này đẹp thật, sợ rằng mặc quá lâu sẽ không nỡ cởi ra. Cô vốn không phân biệt được màu sắc, sao biết nó đẹp chứ? Dù biết nó có màu gì thì nó cũng không thuộc về ta. Gả cho ta khiến cho cô khó chịu đến vậy sao? Không chịu mặc thêm một khắc nào hết, chỉ là giả mà thôi. Chẳng qua là một màn kịch, cần gì xem là thật chứ? Đây là cái gì? Đây là bồng vũ. Nhuận Ngọc đã thêm vào một vị bạch di trong cổ chuyển kim đan của chàng. Bồng vũ có thể hóa giải tính cực hàn của bạch di, có thể chữa chứng phản vệ của chàng. Chàng ăn nó vào đi. Ta đảm bảo sau này sẽ không đến làm phiền chàng thêm nữa đâu. Vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy ta nữa. Ta không lấy đâu. Đây là đó bồng vũ cuối cùng trong vạn năm nay rồi, cũng là cơ hội duy nhất để giải được kim đan phản vệ. Đây là do ta nợ chàng, ta cầu xin chàng đó. Cô tưởng làm như vậy có thể loại bỏ hết tội lỗi trong lòng của cô sao?
Đứng lại đó. Cô có biết ta hận cô đến nhường nào không? Ta biết. Ta xin lỗi. Nhưng ta càng hận bản thân mình nhiều hơn. Ta chuẩn bị biết bao nhiêu năm mới đủ sức lực để hận cô. Nhưng vừa nãy hai giọt máu của Nghiệm Tâm Thạch đã khiến tất cả cố gắng của ta đều tan thành mây khói. Ta hận bản thân mình chuyện đã đến nước này vẫn không quên được cô. Phượng Hoàng, chúng ta đừng tự lừa mình dối người nữa. Ta biết mấy lời chàng nói là cố ý để cho Tuệ Hoàng nghe được. Chàng muốn ép cô ta sử dụng lưu ly tịnh quả đúng không? Đêm nay lẽ ra cô phải thành hôn với một nam nhân khác, nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây cùng ta trải qua ải nghiệm tâm thạch này? Ta thật sự không biết. Ngoại trừ ý trời, ta cũng không biết phải giải thích thế nào đây. Phượng Hoàng, chúng ta còn có thể quay lại như lúc trước không? Không thể nào. Không quay lại được nữa đâu. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Kể từ nay về sau, ta và nàng phu thê cùng một thể. Cho dù năm tháng hỗn độn, sóng gió muôn trùng, ta cũng sẽ nắm chặt tay nàng, mãi không xa rời, mãi đến khi về với Hồng Quang. Đến cuối cùng ta vẫn không thể và cũng không muốn để nàng đi. Hãy ở lại bên cạnh của ta. Đừng lừa dối ta nữa. Bằng không, ta thật sự sẽ cùng nàng về với Hồng Quang đó. Phụ đế, mong muốn của người lúc sinh thời là thống nhất lục giới. Bằng không, người cũng không giữ lại cùng kỳ này. Đại nghiệp chưa thành, thì hãy để cho hài nhi thay người hoàn thành.
Từ nay về sau, tứ hải lục giới, duy ngã độc tôn, lôi đình vũ lộ, ra khỏi thiên môn. Thiên đế tức giận, tiêu diệt thập vương. Bệ hạ, Tam quân đã sẵn sàng ra trận. Xin bệ hạ thống lĩnh đại quân. Đợi ta đón thiên hậu về, tiếp tục đại hôn. Bệ hạ nhất định cẩn thận. Sao ta lại đột nhiên ngủ sai như vậy chứ? Ta phải nhanh chóng về qua giới xem thế nào rồi. Sao lại ăn mặc thành ra thế này? Nàng tỉnh rồi sao? Báo! Tôn thượng, thiên đế đã thống lĩnh trăm vạn thiên binh đến Dông Xuyên. Biện Thành Dương và Lưu Anh công chúa đã xuất binh tiếp chiến. Xin tôn thượng hãy chủ trì đại cuộc. Biết rồi, lui xuống đi. Dân Phượng Hoàng à, Nhuận Ngọc hắn... Ta không biết, ta thật sự không biết nguyên do. Xin chàng hãy tin ta đi được không? Thiên đế ngự giá thân chinh là để giải cứu thủy thần đang bị ma tôn bắt giữ, hay cho một lý do đường hoàng chính chính. Hôm nay hắn muốn quyết chiến sinh tử với ta. Ta ngược lại cũng muốn xem hắn sẽ đối diện với ta thế nào. Đừng đi mà, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng à, bây giờ trước hết phải án binh bất động, đợi bổn tọa đón được thủy thần về. Ngươi hãy thống lĩnh thiên binh tấn công. Tuân chỉ. Hôm qua Phượng huynh mới mất đi một nửa tu vi, hôm nay đại quân lại đến gần kề, cũng đúng lúc quá rồi đó. Toàn lực ứng chiến. Tôn thượng. Hôm nay bổn tọa không phải là đến để gây chiến, ta chỉ muốn đón thủy thần về thôi.
Thủy thần tự nguyện đến ma giới ta du ngoạn, bọn ta tiếp đón như khách quý. Nếu có bất cứ chỗ nào không vui, bọn ta cũng không có ý giữ lại. Không ngờ thiên đế lại huy động đông đảo thiên binh như vậy. Nếu để người không biết sự thật nhìn thấy, còn tưởng thiên đế cố ý gây hấn, phát động chiến tranh nữa đó. Mịch Nhi, qua đây. Thiên đế bệ hạ, ta ở đây rất tốt, ngài yên tâm đi. Tuyệt đối đừng manh động, ta sẽ không theo ngài về thiên giới đâu. Đúng rồi, có một tin tức, chắc hẳn là thiên đế cũng nghe qua rồi. Đêm qua, bổn tọa và thủy thần vừa mới thành hôn. Bây giờ nàng ấy là dương hậu của ma giới ta. Bọn ta vừa mới hưởng niềm vui tân hôn, dính nhau như hình với bóng. Sao nàng ấy nỡ rời khỏi ma giới được chứ? Quan đường, bổn tọa và thủy thần đã có hôn ước từ trước. Chuyện này lục giới đều biết. Người phản bội thiên giới, đi vào con đường ma đạo, bây giờ còn dám bắt giữ thiên hậu. Lẽ nào ngươi thật sự muốn tự tuyệt với thiên hạ hay sao? Bổn tọa khuyên ngươi nên sớm quay đầu, đừng để đã sai càng thêm sai. Ta và Cẩm Mịch tình đầu ý hợp, tự nguyện kết thành phu thê. Bọn ta đã hành đại lễ khấu bái thiên địa cao đường, hơn nữa còn có sự chứng kiến của ma giới và điểu tộc. Hôn lễ này theo ta thấy không có gì là không ổn hết. Có phải không chư vị? Phải, phải đó, phải, phải đó, phải. Dặn khích tướng hắn thì có tác dụng gì đâu chứ? Nếu ta không ra tay trước, mặc cho hắn giở trò làm càn, e là sẽ không có cơ hội cải tử hồi sinh nữa đâu. Thiên đế đã phái người đi hủy diệt qua giới rồi, đến cuối cùng chàng vẫn không tin ta sao? Là ta không tin được hắn. Phượng huynh, trước khi quân chi diện của ta đến, thiên đế đã khống chế qua giới, đồng thời hạ lệnh tẩm máu qua giới. Ngày nào Cẩm Mịch chưa về thì mỗi ngày hắn sẽ tiêu diệt một loại hoa cỏ. Tại sao bệ hạ phải làm như thế? Trước giờ qua giới chưa từng đắc tội với ngài, chẳng qua chỉ là kế tạm thời, chỉ để khuyên nàng quay đầu thôi. Nếu nàng chịu hồi tâm chuyển ý thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nếu ta vĩnh viễn không chịu buông tay thì ngươi có thể làm gì ta? Nếu thế thì hôm nay bổn tọa sẽ không giữ lại bất cứ cái gì. Đừng mà, nếu hôm nay thiên đế đại khai sát giới, biến qua giới và dòng xuyên thành chiến trường Tu La, thì bổn tọa sẽ theo đến cùng. Nghênh chiến. Giết, 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 giết. Đừng đánh có được không? Cẩm Mịch à, ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Bảo vệ cho thủy thần. Phượng Quang,
đừng đánh nữa. Người hết lần này đến lần khác dồn ta vào chỗ chết, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ta còn sống khiến cho ngươi phải kiêng kỵ vậy sao? Ngươi nghịch thiên hồi sinh, gia nhập vào ma đạo, bổn tọa thân là thiên đế, vốn nên thuận theo ý trời, diệt trừ yêu tà. Trùng hợp thật, Húc Phượng đời này quyết không phục thiên mệnh. Hôm nay ta sẽ nghịch lại ý trời. Đừng đánh nữa. Dừng tay lại đi, đừng đánh nữa.
Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, không sao chứ? Để ta xem nào. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Phản vệ lại nặng hơn rồi. Chúng ta đình chiến được không? Xin chàng đó Phượng Hoàng, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Phượng Hoàng. Đường đường thiên đế vì một lòng cầu thắng lại lấy thân phạm giới, không tiếc sử dụng cấm thuật, thật là châm chọc. Một tên ma đầu như ngươi cũng dám nói đến quang minh chính đại với ta sao? Khắp thiên hạ đều là đất của vua, lục giới đều thuộc về ta. Đối phó với ngươi chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Người sắp chết, có giải già lam ấn hay là không cũng không có gì khác biệt hết. Cứu sống một mạng không phải là từ bi, cứu sống 100 mạng cũng không phải là từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi. Trong núi có một con hổ dữ bị thương sắp chết, cứu hay không cứu? Hổ hết bệnh về núi lại bắt đầu săn hươu giết thỏ, tuy cứu được một mạng nhưng lại hại trăm mạng. Từ bi không phải là pháp môn mà là đồ hại sinh linh hổ dữ trong núi. Đúng vậy, cái mạng này của ta vốn chính là nghịch thiên đoạt mệnh mà có, vừa không làm được binh lính cống hiến cho chốn xa trường, lại vừa không làm được vị tướng tính hết mọi đường, nhưng lại bị dùng để làm thành lý do gây nên chiến loạn. Hoang đường biết bao. Cẩm mịch.
Cẩm Mịch. Cẩm Mịch à, Cẩm Mịch, đừng đánh nữa. Dì ta không đáng đâu. Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là chuyện của ba người chúng ta, không liên quan đến những người khác. Nhuận Ngọc, xin lỗi. Tình yêu ngươi dành cho ta, cả đời này ta không thể đền bù cho ngươi được. Ta hy vọng ngươi có thể quay trở lại làm Tiểu Ngư Tiên Quang như trước đây, buông bỏ thù hận trong lòng, hứa với ta, được không? Ta hứa với nàng. Phượng Hoàng, ta đây. Ta muốn nghe chàng nói. Ta muốn nghe chàng nói. Chàng tha thứ cho ta. Ta chưa từng hận nàng. Từ đầu đến cuối, người ta hận luôn là chính mình, là chính bản thân ta. Cuối cùng cũng nghe được chàng nói ra câu này. Tại sao chàng không nói sớm cho ta biết chứ? Chàng là đồ ngốc. Thôi vậy, thân là hoa quả như bọn ta, dĩ nhiên không thể so đo với chim chóc như chàng được. Phượng Hoàng, hứa với ta đi, ngày mai trước khi mặt trời lặn, hãy ăn nó đi. Chàng phải sống thật tốt, được không? Phượng Hoàng, ta yêu chàng. Rất muốn được trở lại như lúc đó. Lúc đó, mặc dù ta không hiểu yêu là gì hết, nhưng mỗi ngày được ở bên cạnh chàng, ta đều cực kỳ vui vẻ. Lúc đó, ta vẫn là thư đồng của chàng, còn chàng vẫn là một phượng hoàng, cao cao tại thượng, vừa kiêu ngạo lại vừa không để ai vào mắt. Còn Tiểu Ngư Thiên Quang vẫn là một thiếu niên dịu dàng lương thiện. Còn có Hồ Ly Tiên, Phát Xích Quân, cha, dì Lâm Tú, đẹp thật. Đáng tiếc là không thể quay lại được nữa. Vì yêu mà phiền lòng, vì yêu mà sợ hãi. Nếu cách xa người yêu, không phiền cũng không sợ. Người giữ yêu trong lòng, sao phải sợ phiền với lo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cẩm Mịch, năm tháng bổn tọa còn sống, sẽ không bước vào ma giới nữa. Lấy đây làm ranh giới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.